Đấy mà cái ấy sao? Tình hình công việc nào? Công việc thì cũng làm bên tư vấn yêu cầu nào cũng phải làm theo chứ không được có ấy nhỉ. Thì lúc nào mà được cái nào thì làm đo đục là được thì làm cái đấy chứ không có yêu cầu nào phải hết đúng không? Mình làm mình tiến độ mà mình có sẵn đấy mà. Để giống nhé. Lấy cho ba bộ đi, ba bộ. Đã, gửi lên cho giáo vậy. Đã rồi, ai chuẩn bị sẵn ba bộ rồi, chú xuống. Nên gửi gửi cho thành công đi. Vâng. Thêm sáng mai xuống đây gửi Mày này. mày Cái quên này đi chứ, gửi mày giáo mày được. tới đâu phố cho biển bên bản miền thu hoàn thành cái bữa mà mày làm Thế cái xong bắt nhà nó đấy xuống cho thì gọi mình cháu. về khôi phục Thế lại để nhé. mà triển khai lại ấy. Tao giữ đây này. Rồi qua đây đây, đây tao phô ra cho rồi coi kiểm tra những cái hàng lúc đó nhá.
Hãy
Gracias.
Rồi nhưng mà nó ghi là trong chẳng hạn như khoảng 10 đường điểm cho nó ghi cái khối lượng Đóng. chẳng hạn như 5 này. Vậy sao được? Rồi tính toán sao ra được cái này chứ. Kêu cái đó thì nó chưa rồi nó không làm được. Yêu quá một cái người như anh em chứ đó thực hiện thì sao làm. Sợ gì. Mới có lên được cái đó đúng không? Được cái gì thì cái đó người ta vừa. Cái này là mình điểm vào cái nó cảm cũng là cảm cảm được nằm đi và không tốn nằm thì thôi thì cái đó chứ không mất tiền quái.